Quốc vừa thông qua những mục tiêu phát triển bền vững. Đó là nhé, bên cạnh thiên nhiên này không, anh em có hiểu là bên quan tây trên khi sẵn sàng là của mình không có thiên tài đó là có thiên cao điểm tập là bị quan bình định nhé, hay quan luôn mình thúc đẩy có thể là nhằm tăng cường cái quan hệ hợp tác địa phương khu vực hay là góp phần còn riêng về hợp tác nông nghiệp và có nhiệm vụ của chúng ta là phải triển khai cái chương trình đó. Cần nhà khi nào anh khác vì lý anh khác vì khả năng là có riêng phòng là không tiêu chờ như vậy thì nó gặp trong vấn đề cho vấn đề của Việt Nam và đi qua cộng đồng ASEAN thì chúng ta đã có phòng cảnh này được qua xin cá được xin cá pi sệt rất là quan tâm và cũng đã trao đổi trực tiếp với cục thuế Việt Nam về vấn đề khả năng tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực và nông nghiệp. Tôi có thể liên hệ với một cái địa phương có những cái điều kiện tương tự hoặc là có cái thực ra trong thực tế rất là nhiều địa phương Việt Nam mong muốn có quan hệ kết nghĩa với một địa phương của Thái Lan. Và tôi cũng được biết là giữa hải quân của hai nước thì cũng đã có rất là nhiều cái cuộc trao đổi. Tôi cho khoảng đường Cần Già khi về thăm cảnh sát binh tham gia trại đề. Thứ nhất là về việc thông báo của công an khi mà có bắt được người dân Việt Nam hồi thì Liên Hợp Quốc vừa thông qua những mục tiêu phát triển bền vững. Thank you so much, Lisa. Thank you so much.